Giới chức tại Pompeii ngày 17 tháng 8 cho biết, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hài cốt của một người đàn ông, được cho là khoảng 60 tuổi, trong ngôi mộ tồn tại vào những thập kỷ cuối cùng, trước khi thành phố Pompeii bị tàn phá do núi lửa Vesuvius phun trào vào năm 79 sau công nguyên. Theo công viên khảo cổ Pompeii, đây là một trong những bộ hài cốt được bảo quản tốt nhất từng được tìm thấy tại địa điểm này. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy những mảnh vụn, khả năng là sợi vải trong khu mộ và đang nghiên cứu xem liệu thi thể người đàn ông này có được ướp trước khi chôn cất hay không. Nội dung khắc trên bia mộ cho thấy người được chôn cất tên là Marcos Venerius Secundio và đề cập đến các màn biểu diễn bằng tiếng Hy Lạp tại nhà hát ở Pompeii. Đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ tìm được bằng chứng cho thấy các vở kịch đã được trình diễn tại đây bằng tiếng Hy Lạp cũng như tiếng Latin. Giám đốc công viên khảo cổ Pompeii cho biết các buổi biểu diễn bằng tiếng Hy Lạp được tổ chức là bằng chứng về nền văn hóa sống động và cởi mở, tạo nên đặc trưng của thành phố Pompeii cổ đại. Hiện khu vực chôn cất nằm ngoài ranh giới thành phố và không cho phép du khách ghé thăm. Giới chức tại Pompeii cho biết đang tìm cách thức mở cửa khu vực này cho công chúng. Việc khai quật Pompeii đã cung cấp một cái nhìn sâu rộng về cuộc sống của một thành thị thời cực thịnh của đế quốc La Mã. Ngày nay, Di sản Thế giới được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận này là một trong những điểm thu hút đông khách du lịch nhất tại Italia.